đi em bắt ốc giỏi rồi. Em gán đi, rồi chị hai gán làm á, chị hai về chị hai kiếm tiền lo cho em đỡ cực với mẹ với bà ngoại ha. Không, cái này thì chắc có thể là tối đó là cái đường này nè, là nó sẽ chảy ngập đường luôn á. Ừ. À, mến chào cô chú anh chị bạn, bên Quy có bán hai loại sản phẩm. Một loại sản phẩm đây là nước cốt nhào nguyên chất, là mình chỉ nhức mỏi đau vai gái, đau đau thần kinh tọa. Còn đây là mật ong gừng sơn la. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì ủng hộ bên chúng em ha. Dạ, mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì quý vị khán giả xem trên màn hình, quý vị khán giả có nhận ra ai đây không ạ? À, đây là chị Nga và bé Lan là mẹ của bé Tiền. Dạ, em chào chị Nga ha. Dạ, mấy chú. À, thì rất là lâu rồi anh em tụi em cũng không có gặp chị Nga. Dạ. À, tụi em cũng có về tới lui nhưng mà ghé bên bà ngoại nhiều. Đó, nên là ngày hôm nay sẵn đưa bé Tiền về quê nghỉ phép nè, một tuần. Thì tụi em cũng sẵn cố gắng sắp xếp thời gian ra quay gặp chị Nga luôn. Yeah. Rồi tình hình mà chị Nga có thể chia sẻ cho tụi em với lại quý vị khán giả biết là tình hình sức khỏe chị Nga hiện giờ, cái bệnh của chị Nga sao rồi? Cũng đỡ 50% đấy chú ơi. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi chị Nga còn vẫn uống thuốc đều hả chị Nga ha? Dạ, yeah, còn vẫn uống thuốc đều. Dạ. Yeah. Chú ơi, chú chào bé Lan nha. Dạ, con chào chú. Ừ. Rồi bé Lan, bữa giờ thì con ở nhà với mẹ, chị hai đi làm xa vậy đó, mấy tháng nay con nhớ chị hai không? Dạ nhớ. Ừ, nói chung là lâu nữa cũng anh em cũng mới về gặp lại bé Lan. Thầy Tiền, sau khi mà về nhà rồi gặp bé Lan, là gặp mẹ, gặp bà ngoại nè, thì em nghĩ như thế nào Tiền? Dạ, cảm thấy hạnh phúc. Ừ. Bây giờ là muốn về đây ở gần mẹ rồi với bà ngoại rồi mình buôn bán không, hay là mình sẽ tiếp tục lên Sài Gòn, theo em nghĩ như thế nào? Dạ, con muốn tiếp tục lên Sài Gòn lại. Ừ. Hồi lúc trước thì kêu đi không chịu đi, còn cho lên Sài Gòn bán có tiền không, rồi lên Sài Gòn ở. Dạ, ghé lên chảnh quen rồi ha. Quen rồi, kiếm tiền quen rồi. Tại vì trên chảnh mấy cô chú đó vui lắm. Dạ. À, cô chú chỗ công ty con ha. Dạ. Thì chị Nga, dạ. Thì chị có gì để mà chia sẻ lại quý vị khán giả đang quan tâm mình không chị Nga ha? Mà bé đi làm được mấy tháng trời cũng nhớ, về cũng vui vui. Dạ. Chở chơi những tình lễ với mẹ với bé Lan, rồi xong rồi cho bé lên Sài Gòn làm tiếp. Rồi bữa giờ thì chị Nga ở nhà thì chị Nga làm có làm công việc gì không? Bắt ốc với hai gà với bé Lan, hai mẹ con nè. À, là vậy là vẫn còn tiếp tục cái công việc là đi hái gà bán hả? Dạ, cảnh rảnh đi ra bà ngoại chơi, cảnh rảnh hái gà bắt ốc bán. Dạ. Hai mẹ con nhà. Rồi bé Lan, là con vẫn còn đi bắt ốc phụ mẹ con hả bé Lan? Dạ. Ừ. Nói chung là thì gán là tới hết hè này bắt đầu là vô học lại, là con sẽ được đi học lại ha bé Lan ha. Dạ. Ừ. Nói chung thì quý vị khán giả, ngày hôm nay khi mà lâu rồi anh em cũng mới quay lại để gặp được mẹ của bé Tiền cũng như là bé Lan, thì ngày hôm nay anh em cũng sắp xếp thời gian, tại vì về bé Tiền về thì gặp bên bà ngoại nhiều đó, tại vì bà ngoại thì bệnh nên anh em cũng hỗ trợ cho bé Tiền là đem sản phẩm nước cốt nhào về cho bà ngoại dùng đó, nên là thành ra anh em cũng tới lui, nhưng mà chẹo cái đường cái là đi qua bên nhà của mẹ bé Tiền thì nó hơi xa. Đúng rồi, nên là lần này anh em xuống thì sắp xếp ghé thăm luôn. À, chị ở nhà với em được không? Giờ chị hai phải đi làm, chị hai kiếm tiền về á, chị hai lo cho mẹ với bà ngoại, rồi chị hai lo cho em đi học hành nữa, chữa bệnh hết cho mẹ đỡ, nghe không? Dạ. Em ở nhà quen đi. Lâu lâu rồi chị hai về, chị hai chơi với em. Nha. Trời, nghe câu này xúc động quá nè mẹ. Cười ông mình vinh chị nhà đi em bắt ốc giỏi rồi. Em gán đi, rồi chị hai gán làm á, chị hai về chị hai kiếm tiền lo cho em đỡ cực với mẹ với bà ngoại ha. Rồi bé Lan nè, con bộ con đi con nhớ chị hai hả bé Lan? Dạ con nhớ chị hai.
Bây giờ chị Nga. Dạ. Thì bây giờ thì chị Nga. Dạ. Thì em cũng muốn chia sẻ gì. Thì hiện tại thì cái tình trạng của bé Tiền trên chợ Sài Gòn đó. Dạ. Thì hiện tại bé Tiền thì đang làm cũng rất là ổn định. Rồi ngày hôm nay thì chị Nga nhìn thấy bé Tiền thì có gì khác giống như lúc bé Tiền còn ở nhà không chị Nga? Mập. Dạ. Mập lên mà đen nữa. Bị đen hả chị Nga? Đen, hơi mập mà đen. À. Sao kỳ với bé Tiền? Giờ tại ở dưới làm thôi mà chỉ đóng hàng thôi, rồi ăn rồi ngủ không có đi đâu. Nhưng mà sao mẹ chê đen kìa. Chắc hết nắng rồi đen. Dạ, tại rồi. Đi ngoài đường hết nắng vô á. À. Tại vì đi mua giấy rồi đi mua thêm đồ về đóng hàng. Ừ. Rồi sao nữa chị Nga? Thì chị thấy khi mà bé Tiền bây giờ thay đổi như thế nào theo chị Nga nghĩ rồi? Nói chung nó cũng giỏi, không biết làm cũng đỡ cho chị Nga. Dạ. Phụ số tiền hàng tháng. Cho đi làm rồi chú ơi, nó cho nó có công việc có làm nó luôn, nó hơn nói với mẹ với ngoại với mấy Lan. Dạ. Với nhà với quê có làm gì không? Ốc hay dao có làm gì đâu. Rồi bình thường thì bé Tiền gửi tiền cho chị đó, chị có mua thuốc đầy đủ không? Có. Hàng tháng đi ra ngoài bệnh viện khám bệnh lần. Dạ. Muốn khám hết mua tiếp. Bác sĩ nó cũng đỡ 50% rồi. Dạ. Với chị đừng suy nghĩ nhiều quá, nó đau đầu. Dạ. Là bây giờ thì khi mà mình buổi trưa lên thì mình còn cái tình trạng là bị đau đầu nữa không chị Nga? Còn đỡ mà còn đỡ chứ ít ít á. À. Ừ. Thì cũng như là thôi mình cũng cố gắng lên ha chị Nga ha. Dạ. Rồi Tiền, khi mà lâu ngày mà em đi làm ở trên Sài Gòn vậy đó, rồi ngày hôm nay mình về gặp mẹ với em thì em nghĩ như thế nào, em có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết được không với Tiền? Dạ có. Em thấy vui. Thấy vui về được gặp mẹ với em với là bà ngoại. Cả gia đình lúc nào cũng vui hết. Ừ. Rồi sao nữa? Dạ, em thấy chàng này hạnh phúc luôn. Nếu con nhờ mấy chú đi lại cho lo mấy tiền tránh buôn bán thì cũng được. Nhiều lúc con suy nghĩ nhưng mà con nhớ tới gia đình là con hết suy nghĩ cái đầu con cả có cái động lực á. Nhưng mà suy nghĩ rồi, suy nghĩ cái gì? Dạ, suy nghĩ là... Không biết nói sao nữa. Thì... Là con suy nghĩ là thấy ở nhà mà mẹ con với em con đi bắt ốc hay gao hay sao? Dạ. Suy nghĩ về cuộc sống của con hồi đó. À. Là khi mà mình, lúc mà mình bị cái này cái kia ha. Dạ. Rồi khi mà mình nghĩ tới gia đình mình thì mình lại cố gắng nỗ lực hơn. Dạ. Nhưng mà thật sự là quý vị thì với là chị Nga vậy nè. Thì dạ. Có rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến bé Tiền. Cũng như là chia sẻ với em thì nó là giờ gần đây thì bé Tiền rất là thay đổi rất là nhiều hơn trước đây. Rồi bé Tiền cũng như là dạn dĩ hơn, rồi nói chung là hoạt bát hơn rất là nhiều. Dạ. Đó thì chị Nga thấy từng ngày mà con của mình lớn lên rồi làm được những chuyện như vậy thì theo chị Nga nghĩ như nào? Nói chung là cảm ơn mấy chú đã cho mấy tiền công việc tốt, làm dạ. Ổn định, lo cho gia đình. Cũng anh chị có bằng mạng giúp đỡ cho mua hàng cho mấy tiền phụ, có tiền ra như gửi cho mẹ với bà ngoại với mấy Lan. Dạ. Cảm ơn con bằng mạng rất là nhiều. Rồi sau mà chị không có ở nhà mình nghỉ giờ ngơi rồi mình cố gắng mình uống thuốc cho nó khỏe, mà chị đã đi bắt ốc như vậy thì nó nắng lên này kia mình điều trị nó hơi khó khăn là sao chị Nga? Bây giờ khó khăn mình phải kiếm đồ ăn gì cho mấy nhỏ, cho mấy Lan đồ ăn thôi chú ơi, chứ đâu có gì rảnh đâu mà ở nhà chữa bệnh được gì vậy. Khỏe thì mình đi hái rau bắt ốc đồ. Dạ. Mấy con ăn cuộn nè. Dạ. 5 tiếng rồi về thôi. Cái đó cũng tập thể dục đó hả? Cái đó là rồi tiền bé Tiền gửi về cho mình sinh hoạt ăn uống đó, rồi mình sao mình không sử dụng mà mình phải đi bắt ốc như vậy chứ? Dành lại nữa bệnh nặng mình cũng có tiền đi chữa bệnh chứ đâu có mượn ai được đâu. À là coi như là tiền của bé Tiền gửi về là mình để dành tích góp lại ha. Dạ. Dạ. Rồi nói chung là khi mà nghe chị Nga chia sẻ về thì nhóm anh em tụi em cũng rất là xúc động á. Dạ. Khi mà biết được là mình giống như là con mình làm cũng cực ha. Dạ. Rồi mình tích góp tiền lại để mình để dành, không dám mẹ con ở dưới quê không dám ăn xài nhiều quý vị đó. Rồi để tiền đó mình phòng thờ bệnh tật
nghe cũng rất là xót. Thì bé Tiền thì coi như là ngày hôm nay mà anh em của anh xuống đây để mà đưa cho em gặp lại mẹ, thì sẵn anh cũng ghé thăm mẹ của em luôn. Thì giống như em thấy hiện giờ gia đình của mình vậy đó, bây giờ em thì cũng có cái công việc rồi, nhưng mà mình cũng còn gọi là chưa có gọi là cố gắng hết 100%, là giống như là mình chưa lo cho chu toàn được cho mẹ mình với lại ngoại á. Thì vì vậy là em cũng phải cố gắng động lực nhiều hơn nữa ha, cố gắng học hỏi nhiều hơn, rồi mình cố gắng mình chuyên tâm về cái công việc của mình hai từ ha. Thì cũng còn bà ngoại nữa, nên là thật ra là hoàn cảnh của bé Tiền thì rất khá là đặc biệt, nên chính vì vậy lý do là anh em cũng hay tới lui và cũng như là hay giúp đỡ cho bé Tiền. Nên là khi mà đi quay những cái hoàn cảnh nào khó khăn hoặc là này kia nọ thì lâu lâu anh em cũng chia sẻ lại cái câu chuyện của bé Tiền cho quý vị khán giả biết. Tại vì ở nhà của bé Tiền thì thật sự khi mà anh em chia sẻ đến quý vị khán giả giờ thì quý vị khán giả cũng biết rồi, là hoàn cảnh của bé Tiền thì không có người đàn ông là trụ cột trong gia đình đó, nên thành ra là bà ngoại rồi mẹ của bé Tiền rồi bé Tiền thêm bé Lan nữa, là tất cả bốn người phụ nữ, không có một người đàn ông nào mà gánh gác trong gia đình hết. Bây giờ đối với lại hoàn cảnh của bé Tiền là bé Tiền là một trụ cột chính trong gia đình, để một bên thì lo cho bà ngoại, một bên thì lại lo cho mẹ đang mang căn bệnh, rồi về em mình nữa. Mà bé Lan thì cũng rất là giỏi nha quý vị, biết thương mẹ thương chị, mà cũng lặn lội ở quê, lặn lội đi mà cô bắt ốc phụ với mẹ. Nên là rất mong, chính vì vậy rất là mong quý vị khán giả yêu mến bé Tiền thì sẽ ủng hộ sản phẩm của bé Tiền bán nước cốt nhà bằng mật ong. Và trong thời gian sắp tới thì bé Tiền cũng như là sẽ về quê thường xuyên để mà chia sẻ những cái khoảnh khắc ở dưới quê mình. Cùng với đó thì sẽ lên, anh em cũng muốn giúp đỡ cho bé Tiền á, không phải là anh em quay hoàn cảnh của bé Tiền lên đây để làm gì, nhưng mà anh em muốn là hiện giờ thì mẹ của bé Tiền còn đang bệnh chưa hết, chính vì vậy thì anh em cũng muốn chia sẻ những cái hình ảnh của bé Tiền để bé Tiền sẽ, thay vì bây giờ là quay một cái hoàn cảnh nào của bé Tiền bình thường thì bé Tiền không muốn, mà bé Tiền có xin anh em là nói là bé Tiền cũng muốn làm một cái như là chia sẻ cuộc sống mình, là làm những cái món ăn hay là ẩm thực dân dã dưới quê đó để mà sẽ chia sẻ lên. Thì anh em suy nghĩ vậy thì anh em cũng muốn là giúp cho bé Tiền là chia sẻ những cái thước phim này lên để tiếp cận được quý vị khán giả biết được là bé Tiền sẽ đang bán sản phẩm nước cốt nhà và mật ong, để bé Tiền có thêm thu nhập lo cho mẹ ở dưới quê với là bà ngoại quý vị. Tại vì vừa rồi thì anh em đã hỗ trợ cho bé Tiền, thì bé Tiền cũng ở trên Sài Gòn ổn định công việc, và anh em thì đi giúp những hoàn cảnh khác. Nhưng mà ngày hôm nay về để gặp lại mẹ của bé Tiền con, đừng có quẹt đi, ông xong con. Thì cũng rất là xúc động quý vị. Tiền thì em có gì em chia sẻ với quý khán giả không Tiền? Dạ con không biết gì nữa. Dạ con thấy về cái gặp gia đình với con vui, cái con không biết nói gì nữa. À, giờ kiểu về thấy mẹ mình, đúng, em mình vậy xúc động rồi. Ha. Dạ. Như là đợt này thấy chị Nga thấy làm sao, như là bé Tiền về đó, thấy bé Tiền như là nói chuyện nhanh nhẹn hơn, hoạt bát hơn, thì chị Nga nghĩ sao chị Nga? Bé Tiền trưởng thành nên lúc trước còn nhiều, chỉ còn ăn, xúc với con còn mạng rồi, mẹ có tiền xài rồi. Làm đâu Nga biết nói gì hơn, cảm ơn vị khán giả và thằng bạn giúp đỡ cái tiền lúc mấy tháng nay lấy hàng gì bán rồi xuất nhà mình ông gừng. Dạ dạ. Rồi khi mà lúc đó thì bé Tiền nó có gửi thuốc về cho chị đó, chị có sử dụng không? Dạ có. À rồi chị uống cái nước cốt nhạo đó thì chị cảm nghĩ như thế nào chị Nga? Ngon lắm, nước cốt nhào á. Dạ. Là chị cũng có dùng thuốc của nước cốt nhào luôn hả? Dạ có. Là mình uống vô là thì mình có cái hiệu quả gì chị có thể chia sẻ cho em biết được không? Mình như mình giúp hết
khớp, như mình đau lưng rồi muốn vô nó tan cái cục đau lưng đau thắt của mình, nó bớt đau. À dạ. Nó uống vô rồi nó ăn cũng được, mà nó ở chua lên là ok lắm. Dạ. À, chắc men á, uống gì cái nhào á tự nhiên á. Dạ. Thơm. Nhưng mà đối với chị thì có dùng cái nước cốt nhào đó thì nó khó uống không chị Nga? Thơm mà dễ uống lắm, cho nó khó uống. Dạ. Vậy là bé Tiền cũng hàng tháng là cũng gửi về cho chị sử dụng đều ha? Dạ, gửi cho chị con trai. Dạ. Cứ hết là bé Tiền gửi về cho mình. Dạ. Dạ. À, bé Lan, cho chú hỏi nè. Rồi dạ, con có muốn chị hai con về ở với con luôn không? Dạ muốn. Ừ. Là con cũng muốn là bây giờ là không muốn chị hai đi làm xa ha. Dạ. Nhưng mà chú nói cho bé Lan nghe vậy nè, thì để cho chị hai đi làm, để lên trên Sài Gòn á, chị hai đi làm cố gắng kiếm tiền để mà lo cho mẹ con mau hết bệnh nè, rồi xong kiếm tiền về lo cho con, để con đi học con cũng phải đỡ cực hơn là đi mò cua bắt ốc hay bé Lan ha. Ừ. Nên là chú biết là con thương nhớ chị hai, nhưng mà để cho chị hai đi làm ha. Sao Tiền, khi mà về gặp em rồi là không nói lên lời luôn hả Tiền ha? Thì nè, anh nói là sẵn tối ngày hôm nay thì đi qua bên đây gặp mẹ của em, ngồi trò chuyện, thì ngày mai anh với lại mấy chú sẽ đi xuống Trà Vinh để nó hỗ trợ cho bé Bèo. Nên là có gì thì anh sẽ đi hỗ trợ xuống đó, coi như là gia đình của bé Bèo ok rồi á, thì anh sẽ quay lại ghé đây để mà giúp cho em giống như những gì mà em nhờ anh ha. Tại vì quý vị khán giả, Nam sẽ bật mí cho quý vị khán giả như vậy về cái tình trạng mà bé Tiền nhờ nhóm anh em tụi em là cái làm cái gì. Thì sẵn đây thì anh em cũng bật mí quý vị khán giả là tình trạng hiện giờ là anh em, khi mà anh em ít có chia sẻ câu chuyện của bé Tiền lên á, thì bé Tiền thứ nhất là bé Tiền sẽ cũng chậm bán hàng lại, nên thành ra bé Tiền cũng có ngỏ ý nói chuyện với lại nhóm anh em, đó là mấy chú ơi, bây giờ con muốn là giống như là sẽ quay những cái thức phim, rồi là con sẽ làm những cái món ẩm thực này kia cái nọ ở dưới quê, nhờ mấy chú giúp con để mà cô cho ông bà cô chú biết con bán những mặt hàng nữa để ủng hộ con. Nên thành ra là bé Tiền nhờ anh em vậy, chính vì vậy là anh em mới có cái câu chuyện là sẽ hỗ trợ cho bé Tiền làm những cái clip ẩm thực. Nên rất là mong quý vị khán giả yêu mến bé Tiền thì sẽ ủng hộ cho bé Tiền nhiều hơn. Và trong thời gian gần đây, sắp tới đây á, thì anh em cũng sẽ xuống nhà của bé Tiền ở dưới Bạc Liêu này, coi như là tạm thời sẽ cắm trại ở đây một thời gian, là cũng đúng một rồi. Phần lễ cùng với bé Tiền. Ừ. Thì để cho quý vị khán giả sẽ, có thể là quý vị khán giả mà muốn gặp trực tiếp bé Tiền á, mua hàng gì đó, thì cứ gọi điện thoại, số điện thoại của tất cả anh em trên màn hình đó, vì anh để em cũng cho anh em, cho quý vị khán giả trò chuyện trực tiếp cùng với bé Tiền. Bởi vì vừa qua thì anh em đi giúp những hoàn cảnh khó xa thì anh em không có cần bé Tiền. Bé Tiền thì ở công ty bán hàng, không có đi theo cùng với anh em được. Có những cái hoàn cảnh nào mà ví dụ như gần ở trong Sài Gòn á, thì lúc đó anh em mới cho bé Tiền đi theo. Nên chính vì vậy thì có nhiều cô chú thắc mắc là muốn hỏi thăm bé Tiền. Ôi ôi, mưa rồi. Mưa to luôn. Wow. Bây giờ trời ngoài trời đang mưa luôn quý vị ơi. Trời ơi, lát sao mình đi ra ngoài nhà nghỉ ta. Này ông Hậu nó cũng cố gắng chứ giờ anh em mình đi cũng mệt lắm rồi. Chết rồi, về nhà nghỉ mới được. Thì nói chung nha bé Tiền, thì như là hổm gà thì cũng có cô chú điện thoại là muốn là gặp trực tiếp con. Thì hôm nay là con đã gọi cho mấy chú xuống đây á, thì có gì đó là chú sẽ ở bên con, mấy chú ở bên con một tuần lễ, thì cô chú nào mà muốn nói chuyện với con á thì mấy chú sẽ cho khán giả gặp trực tiếp nói chuyện với con luôn ha. Bây giờ đang quay mà trời mưa quá lớn rồi cô chú ơi.